Người ta nói rằng là làm nghề hướng dẫn viên, cái điều thú vị nhất là được đặt chân tới khắp các con đường. Nhưng mà cuối cùng thì anh nhận ra một điều rằng là dù có đặt chân tới hàng trăm, hàng ngàn con đường đi chăng nữa, mà con đường đời này không có em ở bên cạnh thì cũng chẳng có điều gì thú vị cả. Làm nghề đó thì anh phải học rất là nhiều, phải nghiên cứu về văn hóa, về lịch sử, phải đọc những cuốn sách dày cộp. Nhưng mà anh chưa từng đọc một cuốn sách nào mà nó lại dày như lớp giấy gói tâm hồn của em lúc này vậy. Anh cũng thích nghiên cứu về lịch sử, nhưng mà anh chưa thấy có một lịch sử của một quốc gia nào nó lại dài như lịch sử tình trường của em vậy. Nhưng không sao cả, anh sẽ cố gắng đọc hết nó và hiểu nó. Bởi vì lịch sử thì luôn cần những dấu mốc, và anh cũng vậy. Anh muốn trở thành một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của em. Làm nghề đó thì anh cũng đã từng được đi đến rất nhiều nơi, ngắm rất nhiều những cảnh đẹp và thưởng thức những món ăn ngon. Nhưng mà anh chưa bao giờ gặp được một cái điều gì nó lại là sự kết hợp của cả hai thứ ngon và đẹp như em cả. Đi hướng dẫn thì sợ nhất là bị lạc đường em ạ. Cũng may là trước đây anh đi dẫn thì cũng không bị lạc thường xuyên, mà chỉ bị lạc liên tục thôi, thật đáng sợ. Nhưng mà cuối cùng thì anh nhận ra một điều rằng cuộc đời này đáng sợ nhất không phải là lạc đường đâu, mà đáng sợ nhất là chúng ta sống lạc lõng và cuối cùng là để lạc mất nhau. Những tháng ngày này thì anh đang cảm thấy rất là lạc lõng, chỉ muốn quay trở về cùng em đi đến những nơi đẹp nhất, ăn những món ăn ngon nhất. Mặc dù là anh biết rằng là cuộc đời này chẳng có gì ngon và đẹp hơn em cả. Em đã từng nói rằng em thích Hà Giang đúng không? Có khó gì đâu với những người làm du lịch như anh. Dù là Hà Giang, Hà Nội hay là Hà Tĩnh, và thậm chí là cả những vùng đất đã bị lãng quên như là Hà Tây, thì anh đều có thể đưa em đến được. Và anh có thể giới thiệu về những vùng đất đó cho em một cách say mê, như cái cách mà anh đang say mê em bây giờ vậy. Anh vẫn còn nhớ bộ phim đầu tiên mà chúng mình đi xem với nhau, Sát Thủ Thợ Máy. Anh biết rằng là em không thích bộ phim đó, bởi vì là có lần em nói rằng em không thích những cảnh bạo lực, nên là em không thích bộ phim Sát Thủ Thợ Máy của Mỹ, mà em thích sự ngọt ngào và lãng mạn trong bộ phim Sát Thủ Thợ Sửa Ống Nước của Nhật Bản. Nhưng mà tại sao anh vẫn cố gắng thuyết phục em xem phim đó? Vì sao em biết không? Bởi vì nam chính trong bộ phim đó bị hói, cũng giống như anh vậy. Anh cũng hơi hói. Anh muốn em xem phim đó để em nhận ra một chân lý rằng những người hói thì thường giỏi và họ hay được làm nam chính. Cũng như anh vậy, anh cũng muốn làm nam chính trong cuộc đời của em. Và không phải phim Mỹ mới vậy đâu em ạ, phim Nhật cũng vậy. Anh đã từng xem hàng trăm bộ phim Nhật rồi, thì tất cả các ông hói đều được làm diễn viên chính cả. Còn những ông tóc dài đẹp trai chỉ làm diễn viên phụ thôi. Và tất cả những ông hói trong phim thì đều có xu hướng làm cho chị em phụ nữ vui vẻ và hạnh phúc hơn. Cũng giống như anh vậy, luôn luôn muốn em được vui vẻ và hạnh phúc. Chắc là năm tới anh sẽ quay trở về thôi, rời xa đất nước Nhật Bản xinh đẹp, đất nước mặt trời mọc. Mặt trời mọc, bình minh cũng đẹp, mà hoàng hôn cũng ngọt ngào em à. Nhưng mà anh nhận ra một điều rằng dù có ngắm hàng trăm cái bình minh thì chẳng có cái bình nào đẹp hơn bình yên khi ở bên em cả. Và dù có ngắm hàng trăm cái hoàng hôn ngọt ngào đi chăng nữa thì chẳng có cái hôn nào ngọt ngào hơn cái hôn của em cả. Em, đêm qua anh đã không ngủ, trằn trọc cả đêm chỉ để suy nghĩ một câu hỏi vẩn vơ trong tâm trí rằng ở hiền như anh thì gặp lành, thế còn ở đâu thì chúng ta sẽ gặp nhau. Anh đã dành nửa cuộc đời của mình để đến trường, chăm chỉ và nghiêm túc, học ăn, học nói, học trói tim em. Và cuối cùng thì cuộc đời cũng đã không phụ người có tâm. Có công mài sắt thì có ngày nên kim, đi đêm lắm thì có ngày gặp em. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh trông thấy em, đang cái lúc vội vàng, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà lại quàng phải em. Anh đoán lúc đó em cũng đang bận trăm công nghìn việc, cho nên là đã quên mất đi bài học đạo đức đầu tiên của cuộc đời. Không biết là cô giáo em có dạy rằng là nhặt được của rơi là phải trả lại người mất hay không, mà tại sao em nhặt được trái tim của anh em lại không chịu trả lại? Chắc là do duyên số em à. Ngay từ cái lần đầu tiên gặp gỡ đó thì hữu xạ tự nhiên lại thích em. Và cũng chính từ lần đầu tiên đó thì anh biết được rằng là cá không ăn muối cá ươn, mà gặp em không tán là trăm đường anh sai rồi. Nhưng em là một cô gái đẹp, kiêu kỳ, xa mặt cách lòng là cái cách mà em dùng để từ chối anh. Nhưng mà không sao cả, còn nước thì còn tát. Cho dù là không ai giàu ba họ mà chẳng ai khó như em thì anh cũng sẽ vẫn cố gắng. Bởi vì anh biết được rằng là cuộc đời này gần mực thì đen, mà gần em thì anh mới được hạnh phúc. Và anh tin rằng là những người khẩu Phật tâm có em như anh
thì đến một ngày nào đó em cũng sẽ rung động thôi. Kén cá thì rồi lại chọn anh thôi mà. Đừng trách anh tại sao lại quá phiền, mà phải trách rằng tại sao em lại làm hoa cho người ta hái, làm gái để cho anh yêu thương làm gì. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì cha mẹ sinh con, trời sinh anh với em là một cặp rồi. Em còn trẻ, còn đẹp, còn đang lắm mối nhưng mà tối nằm cạnh anh, thế là được rồi. Em biết không, anh là con nhà lính nhưng mà lại đang tính làm con rể của bố mẹ em đấy. Em có thể biết điều này cũng được, không biết điều này cũng được, bởi vì biết thì thưa thốt, còn không biết thì dựa cột nhà anh. Hãy luôn nhớ rằng anh luôn luôn đứng ở phía sau em, chờ đợi và theo dõi em. Và cũng hãy nhớ rằng nếu cuộc sống có quá nhiều khó khăn, đói ăn vụng, túng thì làm vợ anh. Mẹ anh bảo là lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng nam, mà người con gái hiền hòa như em thì chuẩn định lý rồi. Cho dù là em vụng về hay làm đổ vỡ đồ cũng không sao, lành làm gáo, vỡ làm muôi, gãy chuôi thì mình làm bát em ạ. Em có thể nấu ăn dở cũng không sao cả. Anh sẽ cùng em sinh thật nhiều những đứa con, bởi vì người ta nói rằng là của không ngon thì nhà đông con cũng hết. Anh sẽ nuôi thêm cả chó mèo nữa, bởi vì anh tin rằng là con không bao giờ chê cha mẹ khó, mà chó cũng sẽ không chê chủ nấu ăn dở đâu. Yên tâm đi, những lúc rảnh rỗi thì anh sẽ ăn trong nồi, ngồi trông con cho em nghỉ ngơi. Cho dù có nói nhiều như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể bộc bạch hết được tất cả những gì trong anh. Em là một cô gái xinh đẹp, thông minh và mạnh mẽ. Có chí thì làm quan, có gan thì làm người yêu anh này. Suy nghĩ nha, chớ thấy xong cả mà lại ngã vào lòng anh. Mấy ngày hôm nay thì anh bị những cơn đau đầu làm phiền. Bác sĩ chẩn đoán đó là dấu hiệu của rối loạn tiền đình. Bệnh đó rất đáng sợ. Nhưng mà với anh, đáng sợ không phải là rối loạn tiền đình đâu, mà rối loạn tiền bạc nó còn đáng sợ hơn rất là nhiều. Cơ thể anh cũng đau từ đầu đến chân. Người ta bảo rằng anh bị thoát vị đĩa đệm, nhưng mà không phải đâu em ạ. Anh đang bị thoát vị đĩa bay. Anh muốn rời khỏi thế giới này, quay trở về với thế giới của chúng ta, để thử vị những đĩa cơm do chính tay em nấu. Mắt anh thì bé lại còn bị cận, nhưng mà những lúc bên em chẳng bao giờ anh đeo kính cả, bởi vì anh luôn luôn muốn lấy lý do bị cận thị để được nhìn em cận cảnh hơn. Anh cũng không cao, vì hồi nhỏ anh không được uống sữa nên thiếu canxi. Lúc lớn lên thì anh thay thế canxi bằng những can rượu, nhưng mà rượu chỉ làm cho anh say đi, như cái cách em làm cho anh say em vậy. Anh vẫn còn nhớ em hay khen anh có làn da thủy thủ, rám nắng và đầy những vết sẹo. Những vết sẹo trên da của đàn ông thì thể hiện sự mạnh mẽ của họ khi mà họ đã trải qua rất nhiều điều trong quá khứ. Nhưng mà em biết không, anh chẳng bao giờ muốn em khen anh như vậy cả. Bởi vì những vết sẹo trên da của anh không phải là vết sẹo của thủy thủ, mà là do hồi bé anh bị thủy đậu. Hồi bé anh sợ bệnh viện, sợ nhìn thấy bác sĩ. Bởi vì mỗi lần vào viện, mỗi lần nhìn thấy bác sĩ là lại bị cắm kim tiêm. Nhưng mà dần dần con người ta khi mà lớn lên thì những nỗi sợ lớn hơn nó cũng kéo đến. Và con người ta bây giờ thì không còn sợ bị cắm kim tiêm nữa, mà sợ bị cắm sừng hơn em à. Vaccine có thể làm cho con người ta miễn dịch với bệnh tật. Và anh cũng mong có một loại vaccine nào đó có thể giúp anh miễn dịch được với nỗi buồn, với sự cô đơn và trống vắng trong những ngày thiếu em.